Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Nguyễn Văn Liên nhé. Vâng, một bộ dàn karaoke gia đình cao cấp về với Vụ Bản Nam Định ạ. Vâng, anh Liên anh ở Vụ Bản Nam Định. Vâng, trước tiên thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Liên ạ. Vâng, thì anh Liên có đặt cho mình một bộ dàn karaoke gia đình cực kỳ là tuyệt vời. Vâng, phải nói là với không gian 30-40m2 thì nó đánh tăng đét luôn ạ. Vâng, thì gồm những sản phẩm gì mà nó lại khủng khiếp đến như vậy? Vâng, đây ạ. Đầu tiên là một đôi loa JBL 6012 là dòng loa full 1 bass 30 và 1 chép kèn. Đây ạ. Đây là đầu tiên là một đôi loa JBL 6012 và 1 bass 30 và 1 chép kèn. Vâng. Sản phẩm thứ hai đó là đẩy liền vang Jaguar PA602 ạ. Vâng, thì đây là một đẩy liền vang đây ạ. Jaguar mã là PA602. Đây là dòng đẩy liền vang tích hợp rất nhiều công nghệ mới gồm Bluetooth, đọc thẻ nhớ và USB. Vâng, echo rất là ngọt ngào. Vâng, sản phẩm cuối cùng nó là một cái súp B3 lòng vàng. Vâng ạ, thì đây là súp B3 lòng vàng đây ạ. Vâng, đây là ba sản phẩm mà anh Liên ở Nam Định đã đặt bên Zika Audio Minh Số. Sau khi mà có một thời gian dài anh tìm hiểu các kênh trên mạng, trên kênh YouTube, anh tìm hiểu rất là nhiều. Vâng, và cuối cùng anh cảm thấy tin tưởng bởi Zika Audio cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất và anh đặt cho mình rồi ạ. Vâng, với bộ sản phẩm như thế này là gồm 3 sản phẩm thì là tổng là 13.700.000. 13.700.000 và anh Liên anh đã cọc trước bên Zika Audio 500.000. Vâng, và số tiền anh còn lại thanh toán là 13.200.000 đồng. Vâng, bác nào muốn sở hữu bộ dàn karaoke với những cấu hình như thế này của anh Liên ở Nam Định thì các bác hãy để lại số điện thoại ạ. Vâng, 13.700.000. Đúng rồi, 13.700.000 đồng. Vâng, và anh Liên anh có đặt trước Zika Audio 500.000. Vâng, thì em đang bóc tất cả những sản phẩm này ra, sản phẩm mới tập hộp ở bên em đang test rất là cẩn thận trước khi gửi. Vâng, với bộ dàn như thế này thì em khẳng định với các bác tầm tiền như thế không có một cái cấu hình nào có thể vượt qua được ạ. Vâng, hộp súp B3 lòng vàng bát 30 mặt trước cực kỳ là đẹp, rất là quyền lực đấy ạ, nhìn rất là lịch lãm và sang trọng. Một đôi loa JBL 6012, 1 bass 30, một chiếc kèn, một cái đẩy liền vang Jaguar PA602. Vâng, với những thiết bị như thế này thì anh Liên anh không cần thêm một thiết bị nào để hỗ trợ đâu ạ. Vâng, bản thân với bộ dàn này chất âm cực kỳ là tuyệt vời rồi, hay rồi, đẳng cấp rồi ạ. Và bên em có tặng kèm một món quà tri ân cho anh Liên ở Vụ Bản Nam Định, đó là một cái áo mưa được in logo của Zika Audio ạ. Và toàn bộ dây rắc đi kèm là bên em tặng hết cho anh Liên nhé. Vì thế anh không phải mua thêm thiết bị nào để phối ghép đâu ạ. Vâng, bên em tặng hết luôn đấy ạ. Vâng, đầy đủ những dây rắc đi kèm. Vâng, toàn bộ những sản phẩm này bên em đã dán tem bảo hành của công ty Zika Audio anh Liên nhé. Vâng, anh Liên này anh gọi điện tư vấn cho Zika Audio tư vấn thì có cách đây là phải đến gần một tháng ạ. Vâng, sau một thời gian anh lanh quanh là đi du lịch thế giới thì anh được tư vấn rất là nhiều bởi các đơn vị cung cấp cũng giống như Zika Audio, nhưng anh đã không đặt niềm tin vào đó. Vâng, và anh đặt niềm tin tại Zika Audio và anh đã cho mình sở hữu cho mình một bộ dàn karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Vâng, với những sản phẩm như thế này thì mai bên em sẽ chuyển ra xe về Nam Định cho anh Liên. Vâng, bên em cũng bọc lót rất là cẩn thận, những cái xốp chống sốc rất là dày. Vì thế cái hàng vận chuyển đến tay anh hầu như là còn nguyên vẹn, không bị móp méo. Vì thế anh yên tâm được phần nào. Vâng, mua hàng online đôi khi các bác cũng rất là
băn khoăn. Vì thế Di Cao đưa tư vấn rất là cẩn thận, chi tiết cho các bác và cũng như anh Liên. Vâng, tất cả là bên em dán tem hết rồi anh nhé, niêm phong hết rồi ạ. Đây bên em đang đầu ghép trực tiếp để em thử đấy ạ. Tất cả sản phẩm đều hoàn hảo. Tất cả sản phẩm này là bên em nhập chính hãng luôn ạ. Vì thế anh Liên anh yên tâm. Vâng, sau đây em sẽ test một đoạn nhạc karaoke với dấu hình dàn karaoke giống của anh Liên ở Nam Định đấy ạ. Vâng, để chúng ta cùng nghe, cùng trải nghiệm, cùng có một sự đánh giá là với bộ dàn như thế này. Vâng, và đặc biệt là bên em nhận ship code toàn quốc các bác nhé. Các bác muốn sở hữu bộ dàn giống anh Liên ở Nam Định thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, em nhắc lại, một giúp điện B3 lòng vàng 330, một cái đẩy liền vang Jaguar PA602, một đôi la full JBL600012 gồm một 330 và một chép kèn. Vâng, bên em cũng hát luôn một đoạn nhạc karaoke với cấu hình của dàn karaoke của anh Liên ở Nam Định ạ. Vâng, bên em test trực tiếp và livestream trực tiếp đây ạ. Thành phố nào nhớ không em, nơi chung mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co viên ngốc thông dài. Chiều giăng tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều em đẹp hơn. Nhớ không em, ngày chủ nhật ngày quá riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người đưa đưa chìm dưới sương mờ. Vì bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Vâng, bên em cũng vừa test một đoạn nhạc karaoke trực tiếp với bộ dàn karaoke đây ạ. Vâng, chất âm cực kỳ là hay, rất là sống động ạ. Giải bass cực kỳ sâu, trung, tách bạch và đặc biệt là giải chép cực kỳ là bén tơi. Vâng, đấy là tổng thể của bộ dàn karaoke mà bên Di Cao được cung cấp cho anh Liên. Chất nhạc không chê vào đâu được ạ. Nghe rất là dễ chịu. Nghe rất thì tí tách anh Liên nhé. Vâng, với bộ dàn như thế này của anh Liên thì thật sự là cũng như nhiều người cũng phải ước ao đấy ạ. Giá thì cực kỳ là hợp lý, nhưng đôi khi có những bác không thể sở hữu được. Vì đôi khi có những cái đúng dịp mà bên em không có hàng thì cũng không được sở hữu được. Vì thế anh em mình là có duyên. Thứ nhất nhờ công nghệ, thứ hai là anh em mình có duyên. Và anh em mình cũng vừa là khách hàng của nhau và trao niềm tin cho nhau. Vâng, hiện tại anh Liên nhá, với bộ dàn như thế này bên em đang test rất là ổn định, rất là hoàn hảo, rất là chuẩn. Nói chung là hoàn hảo từ đầu đến cuối. Vì thế là cái bộ này bên em đã đáp ứng đủ yêu cầu để bên em bắt đầu xuất đi cho anh. Vâng, sau cùng thì em thay mặt công ty chúc anh Liên và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào anh Liên, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.